Ok, chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh của Leo World Robot. Và ngày hôm nay, chúng ta đến với chuyên mục tiêu điểm robot với nhân vật chính của ngày hôm nay, chính là Kerry. Vì đoạn intro của Kerry đến từ nhà sản xuất đó, nó không có gì đặc sắc, cho nên mình xin phép bỏ qua cái đoạn này nha. Ok, chào mừng bạn đến với tiêu điểm robot Kerry, bình minh sa mạc. Tổng quan, Kerry là phiên bản của công ty Zanji sở hữu những đột phá so với robot hỗ trợ nhờ kỹ năng liên kết với đồng minh. Kerry tức là một vị thần, thần bình minh của thần thoại. Người ta tin rằng ông là người đem lại ánh sáng mặt trời vào mỗi buổi sớm. Vì thế, và tạo hình của Kerry là một thân người kèm theo khuôn mặt là một cái đầu của một con bọ hung. Vì vậy, ông được xem như vị thần của bình minh, của ánh sáng mặt trời. Trên chiến trường, Kerry là hỗ trợ hàng đầu mang đến nhiều lợi ích cho đồng minh đi theo, cũng như là robot mà nó tạo liên kết, được sử dụng rộng rãi ở tất cả mọi vật ranh, nhờ sự hỗ trợ những điểm phòng thủ cộng thêm, lượng hồi phục, cũng như là sát thương cộng thêm trong trận chiến. Kerry liên kết với một đồng minh mục tiêu, cả hai sẽ đều được nhận được những điểm thưởng khác nhau, không phải điểm thưởng bằng nhau. Điểm phòng thủ cộng thêm 40, tốc độ cộng thêm 15 km/h, khoảng cách liên kết 300 m, khoảng cách tối đa 400 m. Thì hãy sử dụng kỹ năng này để liên kết với đồng minh, khiến cho cả hai cùng tiếp cận vào chiến trường nhanh hơn, cũng như tạo được tốc độ di chuyển và sát thương cộng thêm để tham chiến và tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng. Thời gian liên kết 12 giây, thời gian phục hồi 8 giây. Mình sử dụng đây là Misaki and Bonchi, để khi sử dụng kỹ năng, Kerry sẽ miễn nhiễm với mọi hiệu ứng bất lợi cho bản thân, cũng như có thể thoát khỏi những hiệu ứng khống chế và sát thương lớn, để mà có thể cuồng quay trên chiến trường được nhiều hơn. Điểm skill cộng chủ yếu vào độ bền và sát thương, bởi vì Kerry là một trong những robot tăng cơ nhưng sát thương khá yếu vì chỉ sở hữu 4 khẩu nhẹ, cho nên hãy sử dụng hãy nâng cấp vào skill tăng vào sát thương. Vì là một trong những robot được sử dụng hỗ trợ hàng đầu, nhưng Kerry lại thiếu đi một phần sát thương do chỉ sở hữu 4 khẩu vũ khí nhẹ, cho nên anh em có thể cân nhắc sử dụng những loại vũ khí có sát thương cao, chẳng hạn như loa, lửa nổ, là scan, blade, hoặc là spear nếu như có tài chính, hoặc là cũng có thể sử dụng những loại vũ khí sát thương theo thời gian như toxin hoặc là súng phun lửa chẳng hạn, bởi vì Kerry có thể tăng cơ trên chiến trường câu giờ khá là lâu, cho nên cứ lựa chọn vũ khí phù hợp. Module sử dụng module tùy ý nhưng chủ yếu cộng vào điểm thủ từ RA, cũng như là tăng thêm sát thương nhờ vào nuclear. Có thể cân nhắc cộng thêm một balance unit nếu như thiếu đi một phần độ bền và sát thương, hoặc là có thể cộng vào độ bền chẳng hạn như heavy armor kit. Kerry là hỗ trợ hàng đầu được xếp vào loại robot được sở hữu và được sử dụng nhiều nhất ở mọi vật ranh, cho nên anh em có thể sử dụng triển khai nó vào bất kỳ thời điểm nào của trò chơi, bởi vì tạo liên kết để đồng minh, tạo liên kết cho đồng minh, cũng như là câu giờ hoặc là hỗ trợ cho đồng minh tiến vào trận chiến nhanh hơn chẳng hạn. Thế đấy, được sử dụng rất là nhiều, phổ biến, cho nên là anh em có thể sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc, không cần phải phân biệt giàu nghèo, sang hèn các kiểu. Đấy. Ok, thì phần gameplay chủ yếu là em lựa thời điểm thích hợp để mà triển khai thôi, chứ không cần phải quá là khó khăn đâu. Bởi vì anh em thích thì cứ gọi xuống thôi, không cần phải chờ thời điểm nào đâu. Nói chung, nó là một tăng cơ, một hỗ trợ, cũng như là một robot hàng đầu về
mọi phương diện, hàng thép, ok. Thì phần gameplay chủ yếu mình góp ý với anh em vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu tập trung vào trận đấu này hơn. À không, mình sẽ quay lại một vài đoạn thôi. Chủ yếu là mấy đoạn mình ăn được vài kill. Bởi vì phần gameplay nó chủ yếu là rất không nhiều đâu. Quá nhiều thì nó lại mất đi cái phần đó là tiêu điểm rồi. Ok. Đấy. Có lẽ là mình sẽ quay được những đoạn mình ăn skill, chẳng hạn như 1-2 kill gì đấy. Rồi mình sẽ chuyển qua đoạn khác. Nói chung là mình điều khiển nó thôi. Kiểu như là mình điều khiển gameplay cho anh em xem một tí thôi, chứ không phải là mình chơi hoàn toàn hết trận đâu, vì nó sẽ làm mờ đi cái phần tiêu điểm. Ok, bắt đầu. À, bay à. Đấy, ok, được 2 mạng. Rồi xong, chắc là mình nghĩ tới đây thôi. Đấy, rồi, từ trên chiến trường, đây chính là phần đầu tiên. Mình sẽ triển khai nó đầu tiên để hỗ trợ cho anh em giành cột mốc nhanh hơn. Nói chung, anh em chỉ cần có một xíu kỹ năng, một xíu kinh nghiệm thì anh em có thể triển khai bất kỳ lúc nào. Chủ yếu là do tay lái thôi. Thì con này nó cũng không cần phải tay lái quá lùa đâu. Chủ yếu anh em bắn nó ổn là được rồi, vì nó là hỗ trợ hàng đầu mà. Đấy, vừa tăng vừa hồi máu, cũng như là vũ khí lựa chọn tốt thì sẽ là một con quái vật thật sự đấy anh em. Ok. Đấy, thì đây chính là một trận đi team của mình hồi hôm trước nha. Chung là mình ở bậc ranh này mình làm tiêu điểm nó cũng khá là cực, tại vì mình phải lựa những trận nào chơi thật là hay, rồi thật là cuốn chẳng hạn. Thì mình đã nhờ những người đồng hành của mình, đó là những anh em trong clan để hỗ trợ mình. Nói chung là mình kêu là anh em phải bảo vệ con Kefri của mình mọi nơi mọi lúc chẳng hạn vậy. Okay. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ nếu như do mình chơi dở thì kiểu nào cũng bảo vệ không nổi đâu. Đấy, ok, mình sẽ tạo liên kết liên tục. Nói chung anh em có skill thì anh em cứ tạo liên kết liên tục thôi, không cần phải e dè gì cả. Tại vì cứ có hồi máu, có điểm thủ, có sát thương thì anh em thoải mái bắn hơn thôi, chứ không cần phải đợi thời điểm nào nữa đâu. Đợi tới chừng mà đợi thời điểm hồi máu được á, thì chắc là cũng lên đường luôn rồi, chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy, ok, miên bay này. Thôi thì carry mình lựa chọn nó là fly nha. Đấy, cũng khá là ok đấy, bắn khá là đau. Nói chung là bộ thêm lượng sát thương mà nó đã thiếu đi một phần. Đấy, thì độ tăng phải nói là khá là đỉnh anh em ạ. Không phải là nhiều, cũng không phải là ít, đủ chơi thôi. Đấy, ok. Thì có lẽ clip của mình cũng tới đây thôi, tại vì mình bị con Titan này dí rồi, khả năng là cũng nằm xuống rồi. Ok, thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo, những clip gameplay tiếp theo.